các bạn đang đến với kênh Người Kể Chuyện Hôm nay chúng ta cùng đến với một chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Hải Yến với nhan đề Mếu Uyên Ương Ta như đom đóm bay từ mắt cú mèo Ma xó ma rơi lông bông tìm bạn Đom đóm là đom đóm ma bay giữa hai thế giới Đường chân trời Đom đóm thiêu thân thơ Nguyễn Thanh Hải Chỗ đầu hồi nhà ngang, dưới tán cây bưởi đào, bà nội tôi cho vầy thêm một trái, mái lợp lá gồi, vách liếp lửng, cao ngang ngực người lớn. Mỗi lần kiễng chân, rướn cổ, kê cầm vào thân tre tròn, nhẵn bóng, nhìn qua vách, tôi thấy ao ngoài, thấy gò rúi dài, và thấy cả cánh đồng có con đường nhỏ trải sỏi vàng dẫn từ làng ra đường cái đầu con đường bắt vào làng là miếu ông nằm tĩnh lặng trong lùm suy rễ phủ kín mái cuối con đường là miếu bà trên gò đất cao cúc dại răng kín lối và khoảng giữa con đường ấy dưới gốc đa buông hàng chục thân có một quán nhỏ mái rạ tường đất nện, cửa dấp bằng một bó rào. Ấy là cái quán của bà. Ông nội tôi mất sớm, bà ở quá từ năm 21 tuổi và nuôi con bằng nghề hàng sáo. Cái trái nhà ngang vẩy thêm này là giang sơn riêng của những cối say, cối giã, thúng mùng, rần sáng. Từ nhập nhoạng lên đèn, qua đêm, đến một hai giờ sáng, chẳng lúc nào yên tĩnh. Tiếng ù, ù ù rào rào của cối say tre nhà gạo vừa bật trấu xuống lòng nia. Tiếng ngõng cối kéo kẹt, tiếng rì rầm xuôn sao của hạt gạo tách trấu lọt sàn. Và đỡ đẫn trong cơn thèm ngủ là tiếng mò trời nện trong lòng cối đá, buông vào lòng đêm những âm thanh chắc và dày. Những âm thanh ru tôi thành quen từ lúc còn bé xíu đến khi bà mất, năm tôi 14 tuổi. Bố mẹ đi làm xa, hàng đêm tôi chẳng chịu ngủ trên nhà, trên cái giường nạch tre, bên cạnh bàn thờ có ba tấm bài vị đứng im lìm, phủ vải đỏ mà chỉ xuống dưới trái với bà. Mùa hè, một manh chiếu đơn trải trên nền đất, nghe gió từ đồng thổi vào tung lá màn ngà màu nâu chẳng đục những một mùa đông khoanh tròn trong lòng nia lót rơm thành ổ gẹp chăn đơn gọn trong lòng cái nùn rơm khép kín nghe bà kể chuyện rì rầm từ chuyện ngày mai đi giận rạ đồng chim phải mang thêm cái giò nhạt ốc về nấu bí chuyện con mèo hàng xóm rõ cái sống vô dụng đè xong ăn thịt hết cả con Chuyện con lợn lai sòng chuồng ra Quần nát chân ruộng mà Đến chuyện ban đêm Nếu nghe trong thanh vắng Có tiếng vọng vi vút Nửa như tiếng sáo Nửa như không Từ giữa trời mơ hồ vẳng đến Rót vào tai Thì ngày mai hay mốt Thế nào làng cũng có tang Chuyện cánh bờ cả um dối dại Cách nhà một đoạn Những đêm ẩm trời Đầy những đốm sáng hoặc xanh hoặc da cam trờn vờn nếu có gan và tình mắt lại gần nhìn kỹ kiều gì cũng thấy những dáng người mờ trắng chân tay khẳng khiu dài nhăn nhắng lướt như bơi trên không những đốm sáng ấy là cái đầu mà trời đấy hàng sáo đi đêm về hôm ma nào chẳng gặp nhưng mà trời hiền nhất chỉ quanh quần bờ bụi gò đống Níu chân mình một lúc gặp quân sáng là hoảng tan ngay tôi thu lu trong lòng nia trùm cái chăn chiên chỉ còn hở hai con mắt há mồm nghe đủ thứ chuyện như thế rồi lăn ra ngủ trong tiếng rì rầm gạo nói chuyện với trâu trong âm thanh đơn điệu chày dã ru đêm về sáng đến khi bà khẽ đập vào vai mới lồm cồm bò dậy theo phản xạ mắt vẫn nhắm tịt, bám tay áo cánh đẫm mồ hôi của bà, lần lên nhà trên. Hôm nào cũng nghe nhắc, cẩn thận, kèo đá vào bữa tấm. Mai, ban ngày ban mặt, tải ra, xem có sạn không, dồn cho bỏ, nào, bà nấu bánh đúc. Hàng sáo, chẳng lờ lãi gì, nhưng bù lại, tôi có cả một cốt trấu quanh năm đầy cơi lên đến miệng để hun đống rấm mỗi ra riêng khi hoa xoan nở rắc mũi đói xuống từng đàn để hơ tay trước cái lò đất hồng rực nổ lép bép hong hai má nẻ suốt mùa đông sau này có mẹ tôi đỡ đần say dã trái nhà ngang xuất hiện thêm một cái cối đá xanh nặng như cùng chuyên say bột làm bánh đúc những tấm bánh đi cùng tôi suốt những năm tháng có bà quán nhỏ dưới gốc đa mở từ bốn năm giờ sáng tôi nhũng nhẵng bám theo thích tự tay ngà cái chóng tre bày một góc những rế bánh tròn hay xếp gọn góc sàng những miếng bánh đúc hột cắt hình thoi và tùy mùa còn có cả bánh đúc chay ăn với rêu cua hay rạm rang lá chanh thơm sực người đi làm đi chợ sớm rẽ qua cái quán nhỏ nhộn nhịp từ mờ đất. Nhưng không phải hôm nào tôi cũng được đi theo như thế. Ấy là quãng ngoài mùng tháng 7. Những ngày ấy, bà và mẹ tôi thường thức thâu đêm, nấu cả bánh đúc chay và mặn, mỗi loại nhiều thêm một ít, giã đầy cối muối vừng, rót sát đến miệng chai tương, rồi lặng lẽ gồng gánh Dọn hàng từ nửa đêm chưa về sáng Nhất quyết đuổi tôi về Mặc cho tôi khóc đòi theo Đứng ở trái nhà ngang ngóng qua cánh đồng đêm đùng đục trăng xuông Chỉ thấy dưới bóng đa sẫm xịt Vàng đục một đốm đèn dầu Và nghe tiếng chó chu từng hồi Quẩn trong xương lạnh Cứ như thế Đến năm tôi 13 tuổi Quãng ấy Mẹ tôi phải cảm nằm bẹp trên giường bà lui cui quấy bánh dưới bếp tôi hì hục ngoài hè giã mẻ mũi vừng múc tương từ chum ra an sành năm nay con đi với bà tôi sách cây đèn bão cầm tay quang treo đựng liễn tương dẫn lối hai bà cháu thập thõm bước trên con đường mòn đầm xương lạnh qua miếu ông Bà dừng lại thắp một nén hương Dâng điện bánh túc chay Tiếng chó bắt đầu sủa lan về tận cuối làng. Đến quán Chờ tôi nhấc bó rào dốc cửa Bà hạ gánh nói bâng cua Hàng chưa mở Có ai ăn thì chịu khó chờ ba cháu tôi một lát Rồi cầm thẻ hương Đỡ tấm bánh túc lạc ủ sẵn trong lá chuối Bưng hũ tương con với bọc muối vừng sang miếu bà đi con. Quãng đường sang miếu bà chừng hai cây số xuyên đồng hun hút gió, mờ mịt xương quẩn chân. Trong lời kể của bà về một đôi trai gái yêu nhau, bởi người con trai nghèo nên gia đình bên kia cấm cản, trốn đi nhưng chàng thành người con trai bị đánh chết. Cô gái lúc ấy đương có mang cũng tự tử chết theo người nhà chôn họ ở hai đầu làng, rồi trồng một cây đa ngăn tầm mắt. Tưởng rằng thế là hết chuyện, là khỏi nghĩ về nhau. Bẵng đi hồi lâu, đủ để mọi người nguôi ngoai chuyện cũ, thì một đêm, bà đỡ cuối làng nghe gọi cửa. Mặt nhắm mắt mở trong cơn ngái ngủ, bà theo chân người dẫn đến cửa một nhà giàu. Mái ngói, tường gạch, đèn đúc sáng choang, kẻ ra người vào nhốn nháo vì phu nhân đang dở dạ. Người phụ nữ sinh khó, vật vã mãi đến gần sáng, nhưng may cũng mẹ tròn con vuông. Hai vợ chồng ôm con, nhìn bà rơi nước mắt, rồi được mời cơm, toàn món chay nguội và thiếu vị. Nghe bà phàn nàn đĩa rau muống xào, giá có thêm rau tỏi. Người chồng cười, bảo vội quá, xin thông cảm cho. Rồi mệt thiếp đi Sáng lạnh tỉnh dậy Thấy mình nằm trên đống Tận làng bên Gối đầu lên mộ người con gái ấy Tay vẫn cầm cái vòng ngọc cô tặng trả ơn Mới biết mình vừa đỡ đẻ cho người đã chết Sau này dân làng xây miếu ông Miếu bà Đắp một con đường nối hai miếu Tuy vẫn xa như thế Nhưng giờ nhìn thấy nhau Thế họ có về đoàn tụ được không bà? họ là một gia đình mà con bà gặp họ rồi ấy là một đêm trước ngày rằm tháng giêng quán của bà vừa mở đã thấy một đôi vợ chồng trẻ không phải người làng bế đứa con rúc rích tiến vào người vợ xinh đẹp lắm gọi hai tấm bánh đúc lạc khen tương ngọt rồi bảo con thích ăn bánh đúc chấm muối vừng bao giờ bà làm thêm nhé người chồng ôm con nhìn vợ ăn thỉnh thoảng bẻ miếng bánh chay nhấm nháp trộm vía thằng bé chân tay đẹp như tranh nháy bà chạm vào má nó mát như kem rồi gửi tiền chào bà xong lại ríu rít kéo nhau đi hút vào trăng lạnh sáng về thấy trong túi lẫn tiền âm bà nghĩ ngay đến chuyện về hai ngôi miếu ấy con có sợ không con cũng mong gặp họ, họ cũng giống như mình, có khác gì đâu. Còn có biết vì sao ngoài mùng tháng 7 năm nào bà cũng đi bán hàng đêm không? Vì tháng 7 là tháng cô hồn, mở cửa ngục xá tội vong nhân, cõi âm cũng nhiều người đói khác lang thang, bán hàng phải có duyên mới gặp. Mời họ ăn một bữa, nuôi phúc đức về sau. Có người bảo bà phải đặt một chậu nước, ai trả tiền thì thả vào đấy. Âm nổi dương chìm, nhưng bà không làm thế, cả năm mới có một lần còn phải đầy đặn hơn nữa chứ. Trần sao âm vậy, phải sống có tình. Tôi theo bà được hai mùa cô hồn như thế, rồi bà ra đi sau khi bán hết hàng ngả lưng trên mặt bục đất đắp làm ghế ngồi. Bà chợp mắt, con trông hàng chờ sáng. Ai hỏi mà không quen mặt thì bảo cho bà con khất sang năm. Bà thanh thản thế nên tôi không khóc. Nhưng từ ấy, hàng đêm đều đứng ở trái nhà ngang, nhìn qua cánh đồng ra quán nhỏ. Nhớ có lần bà gọi tôi dậy, chỉ cho xem hai khối sáng da cam bằng cỡ trước nồi bọc bay lượn dập dìu bên nhau trên đường bà bảo thần miếu ông sang thăm thần miếu bà đấy cái đốm xanh lượn trên là cậu nhỏ vui chưa tiếng cối đá xanh say bột vẫn rì rầm kể chuyện qua đêm quán nhỏ dưới gốc đa vẫn mở hàng từ bốn năm giờ sáng và ngoài mùng tháng bảy nào tôi và mẹ cũng chờ một lần nghe tiếng gọi ngẩng lên sẽ thấy bà dắt theo đôi vợ chồng trẻ bế đứa con rúc rích tiến vào cho bà rấy bánh thúc lạc để xem mẹ mày nấu có ngon không